nhiều bạn vô chơi. Thầy mình thầy nhìn thầy còn thầy mấy hải ơi chứ anh. À, rồi thầy gì mình mở dụng đó. Trời. À, các rồi bạn muốn nói chuyện gì thì nói nè, tí nữa là thầy là ăn mút o là các bạn. Anh thọng xé đủ thứ thôi. Không. Cái gì? Xé cái gì đó? Mình đi sảnh. Nhân tiền chỉ tới biệt. Hai bên này có cái phong ngón đây anh. Ừ, phong VIP. Cái cậy đứng sáu nữa gẹp được rồi. Hả? À? Gẹp ảnh nữa được. Muốn xây sảnh nữa là hãy gẹp. Thầy phải làm cái nền cho nó ổn định mau để khi mà thầy làm thì nó không bị chơi mau. Thầy em mình nền thầy. Đấy. Thầy em mình nền. Ngô. Anh làm mà mình nền được. À, téo thầy mượn cái ông dai của vợ thầy téo làm sao rồi được chứ mà. Nhưng mà mình gẹp. Mình rắm mới gẹp được. À, mình rắm mới gẹp dòng cái video nữa. Đó. Gẹp như bơ cô hỏa mình á. Cô hỏa mình á thầy. Cô hỏa còn mấy cái ảnh hỏa với sáu đó. Còn mấy cái khủng cái ảnh với sáu. À. Ảo ảo á. Đây này. Mình rã. Từ từ bình tĩnh từ từ. Đúng không? Chứ thầy chỉ kịp. À đúng rồi. Mình rã rồi thầy. À, thế thì bữa mô mời thầy Trúng đi ăn bữa cái gì trà sữa thầy bay chứ. Bữa mô hết dịch nhá, hết dịch mời thầy Trúng bữa trà sữa thầy bay chứ. Đùa thì thôi, thì thầy lấy hướng dẫn cho nhá. Đang chạy được thôi. Rồi, hình như là lớp chúng ta cũng mình là có ai tham gia vào này là mời mọi người 20 người cả thầy. Em về đây học chỗ một mảy là Thanh Hải với một người. À rồi 21 người. Ngạp rồi. Về cái bài tập của các em thì tôi thấy là khá nhiều, một số bạn làm nó còn khá nhiều. Rồi là một số bạn thì cũng phải trả lời chứ cả. Nếu như mà gửi trên VNEDU mà khó khăn quá thì các em có thể chọc gửi qua Zalo cho thầy cũng được. Cũng cần phải ghen này đâu. Nhưng mà thầy bỏ cái nền này đi nhìn đằng sáu có vẻ nó nhòe nhòe đúng không? Thực ra khi ta học thì cũng đổi bình thường như thế này cũng cần thiết đúng rồi. Thầy bỏ cái nền này đằng sáu là thân ổn định cho nên mình thấy được rồi, chứ còn không nữa là nó hay nhòe 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 khó. Thầy để tắt để nó quay. Rồi bây giờ đã đến giờ rồi thì chúng ta bắt đầu bài học. Và kém chú ý là bài học thầy đã và đang ghi âm, do đó là ở chỗ nào mà không hiểu thì hôm sau các em quay lại bài vào cái chỗ video các em thể thấy được. Bây giờ để cho nó yên lặng thì thầy sẽ ăn mút mút o được chưa? Nó yên tĩnh hẳn đấy thầy. Và kém chú ý khi nào thầy mời bạn nào phát biểu á thì thầy sẽ tích vào bàn đó và nó sẽ hỏi là the host wants you to unmute, tức là thầy yêu cầu em là mở loa.
khi đó thì em sẽ được mở loa và em phải tận ấn vào cái chỗ unmute để trả lời. Em chú ý chỗ này nha. Rồi chúng ta đi vào bài học hôm nay. À, bài học hôm nay lần phần đầu tiên là Unit 8 English Speaking Countries A Close Look To. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ đi ôn lại một chút về các cái thi hiện tại. Thế thì ở chương trình trung học cơ sở, chúng ta chú ý cho thầy ba cái thi hiện tại. Thi hiện tại thứ nhất là thi hiện tại đơn, Present Simple. Thi hiện tại thứ hai là thi hiện tại tiếp diễn, Present Continuous. Và thi hiện tại thứ ba là thi hiện tại hoàn thành, Present Perfect. Thế thì chúng ta cần phải chú ý đến cái ba cái thi này. Và thầy sẽ ôn lại một chút cho các em về chỗ ba cái thi này nhé. Đó. Thế thì đây, thứ nhất là Present Simple, thì hiện tại đơn đây. À, thì chúng ta chú ý là đối với cái ngôi chủ ngữ PCX thì chúng ta thêm S hoặc là ES về sau động từ này. Đối với các cái ngôi đối với câu positive là như vậy, câu negative thì chúng ta có don't hoặc doesn't, chủ ngữ cộng với don't hoặc doesn't. Rồi interrogative của câu hỏi thì chúng ta có từ để hỏi, rồi sau đó đến do hoặc là does, rồi đến là động từ nguyên thể. Đó. Thế thì cách dùng của thi hiện tại đơn, chúng ta chú ý nó có những cái cách dùng như sau. Cách dùng thứ nhất là nói về sở thích, thói quen. À, sở thích, thói quen. Hằng ngày, những cái hoạt động hàng ngày chúng ta thường làm gì đó, chúng ta sử dụng thi hiện tại đơn. Ví dụ như là I go to school every day, đúng không? Rồi, cách dùng thứ hai của thi hiện tại đơn là nó nói về cái sự thật, luôn đúng. À, ví dụ như là the sun rises in the east and sets in the west. Ví dụ mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây chẳng hạn, có những cái sự thật về khoa học vân vân. Hoặc là những cái sự thật về hàng ngày cũng thế, ví dụ như dogs like bones, chó thì hay thích xương chẳng hạn, đó là những cái sự thật thôi. Đó. Về cái cách dùng thứ ba mà tí nữa chúng ta sẽ học và các em phải đặc biệt chú ý, đó là chúng ta sử dụng thi hiện tại đơn cho những cái lịch cố định của những cái máy bay này, lịch tàu, lịch xe, hoặc là lịch cố định cho một cái cuộc họp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng thi hiện tại đơn nhưng mà lại nói về các cái kế hoạch trong tương lai. Về cách dùng thứ ba mà tí nữa chúng ta phải chú ý, đó là thi hiện tại đơn dùng trong những cái kế hoạch trong tương lai mang tính chất là ổn định, cố định. Thì trạng từ của nó là always, usually, sometimes, never, hardly, every day, on Sunday morning, vân vân. Thì thứ hai là thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta cũng biết rồi, nó diễn tả những cái việc là xảy ra lúc mình đang nói đó, là hoặc là xung quanh lúc mình nói. Thế thì cái việc mà xảy ra lúc mình nói, ví dụ như nhìn kia trời đang mưa và look it is raining, đúng không? Đó, nó xảy ra lúc mình nói. Còn những cái việc mà nó xảy ra xung quanh lúc mình nói, tức là lúc mình nói có thể nó không diễn ra cũng nên, nhưng mà trước hay sau thì đó thì nó lại đang phát triển. Ví dụ chúng ta nói là the number of COVID-19 victims are increasing, tức là cái số người
nạn nhân của cái con COVID, dịch COVID đang tăng lên. Thì cái lúc mình nói đó có thể là nó cũng diễn ra một cách rõ ràng đúng không ạ? Nhưng mà thực chất là nó đang tăng lên. Vâng vâng. Thì đó là cái cách dùng của cái thì hiện tại tiếp diễn. Còn cấu trúc của nó thì đây, chủ ngữ to be, am, is, are, with, verb, in. Cái thì thứ ba đó là thì hiện tại hoàn thành. À, thì nó sử dụng để nói về những cái việc mà đã xảy ra trong quá khứ mà lại chưa kết thúc, à, hoặc là vừa mới kết thúc. À, và cách thứ ba là nói về các cái trải nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta đã trải qua, với các cái trạng từ các em chú ý như là since, for, yet, ever, never, just, already, recently, first, the first or the second time. Đó. Thế thì thầy ôn lại một chút về ba cái thì này trước khi đi vào phần bài tập. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta trở lại với cái bài học hôm nay. Cứ em chờ thầy thì nha thầy. Share cái phần này nó hơi bị. Rồi. From Hoàng Trọng, đưa hình lên đi thầy. Thầy ơi, thầy rep tin nhắn bàn Thùy Trang đi thầy. Thầy cho bàn Trang vô đi thầy, hôm nay thầy có chặn ai đâu, vô tự do mà. Có bạn nào có ý kiến gì không ạ? Vì hôm nay thầy không để cái chế độ chờ cho đội các em vào tự do. Bạn Thùy Trắng. Bạn Thùy Trắng vào bên VN Edu mà nó vào được thế à? Được, các em vào bên VN Edu hay là bên Zoom ngoài? Zoom. VN Edu. Edu. Giờ thầy không thể bỏ lớp mà hướng dẫn cho Thùy Trang được. Mà Thùy Trang vô đây rồi mà. Hả? Quỳnh Trang. Quỳnh Trang à? Quỳnh Trang là ngồi bên trong. À, Trang, Trang ngồi bên trong thì ứng rồi. Trang ơi. Trang. Dạ. Ngồi bên Trang đúng không? Em ngồi về đài. À, trong. Lê, ảnh đó. Lê. Rồi, ok. Để ảnh chứ. Rồi, đẹp trái rồi, ok. Và bắt đầu lại ăn mút, nha. Bạn nào có câu gì hỏi thì các bạn có thể giơ tay cũng được. Giơ tay mà giơ tay bằng chùa trống là chúng mình đứng ngoài được màn hình giơ thôi không phải được đâu. Anh thổng với lại gì đó rồi biết. Lại nhỏ.
Ok, nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập này. Đó là gì ạ? Complete the sentences with the correct forms of the verb. Present simple, present continuous, or present perfect. Thế thì chúng ta sẽ viết các cái động từ này theo ba cái thì đó. Nào, câu thứ nhất. Bạn nào ạ? Bây giờ có lẽ phải mở loa rồi đấy. Tạm thời thầy ăn mút nha, các bạn giữ trật tự để làm bài tập. Chứ không thì thầy cũng hỏi được ai cả. Rồi ạ. Bạn nào có câu trả lời thì đọc tên của mình lên nha. Câu 1 chứ thầy. Câu 1, number 1. Bác Thư. À, anh bác nào, đúng rồi, lâu ngày cũng gặp bác rồi. Mời bác nào. The famous Sydney Opera House as service as an as center side. À, như vậy câu của bạn một bắt là gì ạ? Has as service. Ok, number 2. There are about 750 million English speakers in the world, and this number. Ok. Trang thôi. Trang. Quỳnh Trang nào. Thôi. There are about 700 million English speaker in the world, and this number increasing fast. Is increasing. Oh, cái đồng tư nó thêm mẹ. Increase. Ok. Ai cũng có ý kiến khác đây. À, bạn ta nào có ý kiến gì không ạ? And this number is increasing. Hiện tại tiếp diễn. Ok. Symbolic. Rồi, ok. Number 3. The Statue of Liberty. Ok. Đọc cả tư này, cả tư này lắm rồi. Anh này có cả này tên giờ. Nào, ok. Ở xấu như Lính này. Lính à? À. À, Thuy Lính à? À, đi Phương Linh nữa. Đọc cả nở hay là lắng thôi. Ok, trả lời một mình nào cũng được. Symbolize. Thế mẹ thế ạ. Nếu mà thêm S thì thầy đánh khai được vậy. Sim. Thấy mình thấy tất cả nếu biết symbol, xin lỗi symbol, trời ơi. Bé à.
Mẹ. Với cái từ này thì ta sẽ đọc là symbolizes, ok, symbolize, ms đúng không? Dạ. Thì ta sẽ đọc là symbolizes. Ok. Number 4. England, Scotland, Wales and Northern Ireland together the United Kingdom. Ok. Ra đây. Thầy, ra đây. England, Scotland, Wales and Northern Ireland together forms. Thêm ai ạ. Ok. Number 5. Không làm hồn. Bật yên môi, im lặng rồi thôi. Nhỏ. Hả? Thầy ơi, cô bộ. Dạ. Cô bộ ném ý kiến khác. À, ý kiến khác. Đó là cái gì? Có ẹt. À. Rồi, nào number 5. Thầy mở mấy chiếc cặp bàn đây đây. Thầy mở rồi mà. Anh trang chứ mở. Cô nắm em thầy. Ê, đây, cô nắm. Cô nắm. Từ thơ khó ăn. Thầy mở mấy chiếc mấy cặp bàn phải tròn mở thì nó mới mở được. Bây giờ các bạn phải biết mở mic cho mình chứ. Còn được không thầy? Không phải một mặt đồng. Như nói bên đi thầy nghe có được không thầy mà lì. Không phải bạn nói nhắn em đâu. Bạn mô. Các bạn nói cũng được đấy hả? Bạn đồng nói cũng được. Đất nói được. Phương Thảo nói được. Ông phải một cái này tài tay mở nhưng mà sáu con lật tạt nó không được đâu. Đúng rồi. Thầy đã bảo rồi. Cái này là em muốn được cùng rửa đồng không cho các em. Không cho các em tự bật từ tắt. Đó đó. Tắt là tắt luôn. Tắt là tắt luôn đấy. Thầy đã ăn mút o rồi nè. Tự mở đấy nè. Thấy chưa? Rất nhiều bạn còn không kêu mở thế mà. Nè. Mở rồi là đừng có tắt, bởi vì khi tắt rồi là thầy trúng thì thầy bị khóa, các em không tự mở được đâu. Vì nhiều bạn là thấy nội tung lũng rống. Chị mày cho cô trúng luôn thầy. Hả? Mày. Rồi, chứ không nào. Chữ thật từ thầy mời ai hoặc là ai có câu trả lời thì nói, còn không có thầy khóa lại đâu. Thầy nói mới cho vui. Ok, number 5. Ra đây. Đây. Hỏi nhé. Có ai còn câu trả lời câu nào không ạ? Tra đây. Mình tra thôi à? Ok, ta nào. America has celebrated Thanksgiving Day on the 4th day of November in 1864. Ok, thank you. Nào, number 6. Quân. Quân à? Cảm ơn. Văn Tuấn có câu trả lời không? Dạ. Oh, ok nào, mời Văn Tuấn nào. Mời đi cõi lại. Is. Is. Ok. Is. Rồi, bây giờ ta sẽ check lại các câu trả lời của các em nha. Thầy sẽ giải thích sao. Chắc chắn là mấy cái câu mà có hai ý kiến nên nó sẽ không đúng rồi. À, câu thứ nhất.
các em chọn thì hiện tại hoàn thành đúng không ạ? Bởi vì cái dấu hiệu của nó rất rõ, đó là cái từ since, đúng không? Ở câu thứ hai nó là is increasing, giống thầy nói lúc nãy đấy, thì nó là diễn tả một cái hành động nó đang xảy ra xung quanh lúc nói, đó là gì ạ? À? Có 750 triệu người nói tiếng Anh trên thế giới, và con số này vẫn đang gì ạ? Tăng, gia tăng, gia tăng, increase đó. Rồi câu thứ ba thì đó là thi hiện tại đơn, đúng rồi, bởi vì nó là một cái sự thật, đó là sự thật. The Statue of Liberty là tượng thần tự do ở New York, là một cái tượng đài mà symbolize freedom, là cái tượng đài nó tượng trưng cho sự tự do, và freedom. Đó. À, câu 4 thì phải là form. Bạn đi chọn đúng đi hiện tại đơn rồi. Tuy nhiên ở câu này chủ ngữ là một tập hợp gồm có 3, 4 cái chủ ngữ. Như vậy chủ ngữ của nó là số nhiêu, thì động từ chúng ta để nguyên, không thêm s nữa. Vậy chủ ngữ của nó là số nhiêu, bởi vì là England này, Scotland, Wales, Northern Ireland. Ok. Rồi câu 5, các em chọn thì hiện tại hoàn thành cũng bởi cái từ since, đúng không? Và câu 6 thì nó cũng là một cái câu nói về cái sự thật thôi. New Zealand được chia thành nói gì ạ? Bắc Ireland và Nam Ireland. Ok. Chúng ta sang phần thứ hai. Trời ơi. À, nó bảo là gì ạ? Four underlined verbs in the passage and incorrect intent. Find and correct them. Ở bài này có nghĩa là gì ạ? À? Có 4 từ trong cái số 8 từ liệt chân ở dưới đây. 4 từ sai thôi. Được chưa? Có 4 từ là không đúng. Hãy tìm ra 4 từ đó và sửa nó cho đúng. Thầy sẽ cho các em 2 phút để làm bài này. Sau đó các em trả lời. Việc đầu tiên đó là tìm ra 4 từ đó. Và việc thứ hai là viết lại cho đúng. Dạ. Rồi cho còn thôi. Được chưa? Từ từ thôi. Ok. Okay.
The time is over. Please give me your answers. The first word, what it is? It's visit. Visit. Okay. Visit. The second. Increase. Increase. Cô bà. Cô bà, cái số bà. Hả? Dù cái số mà thôi. Cái số mà thôi. Cô bà. Ok. So. Number two. Outside library. Number three. And number four. Okay, so number one. What is this? Have visited. Number two. Has increased. And number is increasing. Yeah. Has. Increasing. Yeah, number two. Is increasing. It's increasing. Increasing. Okay. Number three. Không biết mà lại biết là sai. Em muốn nói câu nào em chết tim câu nào. Rồi, từ cuối cùng là nó mới xem vậy. Không chỉ có cô bộ. Dance. Cô bộ câu bài là dance. Nó cô bộ. Dance. Cô bộ mình chỉ sai. Cô nắm đâu? Cô nắm mới sai. Cô nắm nữa. Cho cô bộ mới sai. À, thì không ra thì sửa cái gì đây? Sửa thành nắm. Celebrate thành cái gì? Celebrate. Ok. Thế mệt đấy. Thế thì mình đọc là celebrate. Ok, thank you. Now let's chat. Okay, very good. À, bạn Hà Xuân Đức giơ tay, có gì phát biểu không ạ? À, có gì mà giơ tay là sao? Okay, so. À, như vậy là ở câu thứ nhất thì các bạn thấy từ since ở đây. Thì phải biết đó là hiện tại hoàn thành rồi, đúng rồi. Thứ hai là như là thầy nói đó, nó đang diễn ra, increasing, là nó đang gia tăng. Các em có thể ghi chú cái từ này, bởi vì đấy là từ mở trong bài. Increase. Rồi, celebrate. À, vì sao ở đây các em lại chọn được là thi hiện tại đơn? Sao ạ? À. Bởi vì nó thế nào mà lại chọn được hiện tại đơn? Sự thật rồi. The Mickey Sensational Parade, the most popular event, celebrate music from nó là sự thật. Tại đã thương biến. Ok. Number 4.
Câu em chọn là dance. À là đây dance. Ok. Bởi vì cái, trong cái câu này thì đây này, đúng không? À, đồng dương. Đây này đều là Việt ở thì. Đây. Ok. Ta sang phần tiếp theo, lúc nãy thầy nói từ đầu buổi đó là chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về các cái kế hoạch. Có cái kế hoạch, đây các bạn ở đây này. We use the present simple with a future meaning when we talk about schedules, programs, etc. For example, public transport, cinema, television, school. Đấy, người ta nói chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn mà mang một cái nghĩa tương lai khi nói về các cái lịch trình, schedule, lịch trình. Rồi là programs, là các cái chương trình, nghĩa là hội nghị, cuộc họp mà được ấn định lịch trước, vân vân. Ở đây nó nói thêm này, ví dụ như public transport. Public transport là lịch tàu xe đúng không? Rồi là lịch chiếu phim, lịch phát sóng TV, thời khóa biểu của nhà trường. Ví dụ khi nào chúng ta học toán bảo này. Ừ, như vậy, đúng không? Đó. Ví dụ này, example number one. The train to Bristol leaves at 11:15. From platform 4. Như vậy mặc dù cái tàu này nó chưa đi nhưng mà nó vẫn viết là gì ạ? Leaves, để lên lịch cho cái tàu này. Đó. Hay là our school year starts next week on September 5th. Tức là năm học của chúng ta sẽ bắt đầu tuần sau, vào tuần sau. Như vậy thì mặc dù chưa đến nhưng người ta vẫn không nói là will hay là going to, mà người ta lại dùng là start. Bởi vì đây dường như là một cái lịch nó mang cái tính gì ạ? Cố định, ổn định, cố định hàng năm, đúng không? Chỉ với cái những câu như vậy, bây giờ chúng ta nhìn vào cái bảng này này. Ở đây người ta gọi là Vancouver Christian School schedules for extra activity. À, cái trường này nó lên một cái lịch cho cả cái hoạt động hỗ trợ. Thế thì chúng ta có day and time này, ngày và giờ này. Activity là debating competition, chocolate factory excursion, public speaking, sports festival, opening of journalism club and photo exhibition. Place tức là địa điểm, đúng không? Bây giờ các em hãy nhìn vào cái ví dụ của nó này. Ví dụ câu này, câu thứ nhất. The debating competition takes place in the main hall on April 3rd. Như vậy người ta dùng cái từ takes place tức là happen, là diễn ra, xảy ra. Và cái từ takes ở đây người ta sử dụng ở thi nào ạ? Hiện tại đâu. Ok. Câu thứ hai này. The bus for the excursion to the chocolate factory leaves. À, mặc dù là tương lai nhưng người ta vẫn dùng cái từ là leaves. Bây giờ tương tự ở câu thứ ba là public speaking. Vậy thì mời một bạn đặt câu cho thầy. Các em có thể nói là take place, đúng không? Hoặc là start. Bạn nào nào? Yes.
Bạn nào có câu trả lời ạ? À? À, thế thì trong cái trường hợp này thì chúng ta có thể nói là gì ạ? À? The public speaking starts at 11:15 and finishes at 12:45 in room 6 public building. Được chưa? Vậy có giờ đây chúng ta có thể dùng là starts and finishes. Được chưa nào? Tương tự câu Sport Festival. Thì các em có thể sử dụng cái từ takes place này cũng được, nó diễn ra. Vậy thì chúng ta có thể nói là gì ạ? The nào, bật điện nào. The Sport Festival takes place in the Sport Center on April 18th. From 8:30 to 4:30. Okay. Right. Now next opening of Dualism Club. Khai mạc câu lạc bộ du lịch đây. Thì các bạn có thể nói là happens cũng được. Vậy còn mấy cái từ các em hay dùng là start, finish, happens, take place. Ok. Hoặc là is cũng được. Chúng ta có thể dùng to be. Ví dụ như cái từ này là gì ạ? The opening of Tourism Club is in school library on 26. Ok. Các bạn dùng to be cũng được. Hoặc là the photo exhibition happens in school library. Đó. Thì các bạn sử dụng thêm mấy cái từ là take place, happen, starts, finishes. Ok. Bây giờ người ta yêu cầu các bạn trả lời hai câu hỏi này. What time do the sentences refer to? Present or future? Những cái câu vừa rồi nó đề cập, những câu vừa rồi mà thầy và các bạn vừa nói nó đề cập đến thời gian nào, hiện tại hay là tương lai? Ở câu 2, what tenses are the verbs in the sentences? Hiện tại đang present simple. Như vậy các em nhớ cho là như vậy. Mặc dù viết ở thì hiện tại đơn, nhưng ý nghĩa của nó lại ở tương lai. Ok. Rồi. Sử dụng những cái từ, những dạng đúng của từ cho gì đây? Để hoàn thành cái câu mà các bạn vừa nghe được hoặc là vừa làm được ở bài tập 3. Ở đây thầy có cái từ thứ nhất là host. Đây, tổ chức rồi là chủ. Hả? Chủ trì. Finish thì biết rồi đúng không? Dạ. Host, tổ chức này, take place, diễn ra. Start thì ngược lại với phí. Finish. Và cuối cùng là last. Kéo dài.
nó kéo dài mấy ngày, mấy tiếng. Ok, nắm được chưa? Rồi. Ok, nào, sử dụng cái từ để điền vào các câu. Em có một thầy, Hiến. Rồi, Hiến nào. À, có một là the public speaking session finished at 11:15 o'clock and and finish at 12:35. Đọc lại cho thầy mà. Cái tệ để tệ nó đơn cho thầy. Rồi cứ đọc, start cứ đọc finish. Start. Ok. And yeah, finish. Finishes. Finishes. Okay. Number two, the sports festival in the sports centers. Ra thầy. Ra nào. The sports festival take place in the sports center on April 18th is a day to promote children participation. Okay, thank you. Number three. Trong à? Dạ. À, Trong có câu trả lời nào? Đọc bằng cậu là đọc. Ờ, đọc bạn cho nhanh. How? Bet. Được thôi. Bet. Được chưa? Ok. The school library. The photo. Ai ạ? Trang thôi. Trang nào? Host. Ok. Mình cho bạc thay đây. Sao thay cô tát đâu? Ban tát thay nè. Tao bảo rồi thay mở đi, có tát nữa trời. Đó, từ mở đi. Từ từ tát thay à? Hả? Từ từ tát. À, thế buồn cười không chấp nhận. Đó, từ tắt. Thế thì thầy phải cho vào đi chế độ là allow participant to unmute themselves. Rồi, bây giờ các bạn có thể tự unmute được rồi nha. Đừng hỏi thầy nữa nha. Rồi. Có cuối câu nào? Last. Đúng không? Có ai có ý kiến gì khác nữa không? Không. Ok, let's chat. Very good. Well done. À, các bạn là làm rất là tốt cái câu này rồi. Thì chúng ta cùng ghi nhớ lại mấy cái đáp án các em vừa làm. Nhỏ gấp. Bài này chắc là em chú ý bài này nha. Make notes of some activities your school has planned for the next week. Write 5 sentences about the activities using simple present with a future meaning. Cái bài này coi như là bài tập về nhà luôn. Yeah. Được chưa? Có hiểu không? Giữ người vậy thấy. Hả? Giữ người không được, không thì gửi cho nhanh thì chụp cái tách rồi gửi Zalo cho thầy là sao? Đúng không? Có hiểu cái ý nghĩa của bài tập này không ạ? Không. À, có nghĩa là nó nói này này. Hãy viết năm mấy câu ạ? Năm câu. Về cái kế hoạch trường của bạn để làm vào tuần tới. Tuần tới sử dụng thì hiện tại đơn mang ý nghĩa của tướng lại. Ví dụ như tuần sau là trường ta đi học trở lại chẳng hạn, thì sẽ trồng hoa, rồi quẹt tròn, rồi là lau chùi, hay là họp ngày mỗi như ngày ở nhà nằm.
Ví dụ. Okay. Nghĩ phải ghi một bơ lên được đấy. Thì bài tập nó cũng rất là đơn giản đúng không? Còn những cái bàn mà đây thầy em chuẩn bị là như vậy là cái phần looking back đang còn hai cái bài tập đằng sau các em nè, thì các em cùng tranh thủ thời gian có thể làm luôn. Looking back nó cũng dễ thôi. Đây, từ từ thầy thầy share lên cái đã nha. Đây, nó bảo là gì? Hãy chọn những câu sau đây là P nếu như là nó là ý nghĩa của hiện tại, mà F là những câu có nghĩa của tương lai. Mặc dù những cái câu này nó nói về thì chả có cái câu nào là của will với lại going to cả, nhưng sẽ có những cái câu nó mang ý nghĩa tương lai, có hiểu không nào? Dạ. Đó. Rồi đó là bài thứ nhất, bài tập 3 cái phần looking back ấy. Man nữa là đây. Bài tập 3 trong phần looking back cái này. Thấy chưa? Thấy rồi. 3 và 4 nữa. Complete sentences with appropriate present tense of the verb. Như vậy bài 3 bài 4, bài 4 khó hơn chút là các em phải hoàn thành câu với một cái động từ trong ngoặc này cho đúng thì hiện tại. Như vậy là có khoảng 3 thì hiện tại các bạn phải làm hơn ạ. Được chưa? Bài tập về nhà thầy. Đó, bài tập về nhà đó. Chứ thầy không ra thêm nữa đâu. Được chưa? Em đợi thầy. Như vậy bài tập của các em hoàn toàn nằm gọn ở trong sách của các em cả. Các em có thể làm chụp gửi cho thầy, hoặc là để cho nó ngầu thì bài bản là bài 4 này thầy. Hả? Bài 5 của nhà trường nữa. Được chưa? Đó thì tranh thủ còn buổi nào mà sắp xếp được thời gian thì thầy sẽ thông báo lịch sau. Được chưa? À. Ok. Càng sớm càng tốt. Làm vô sạch luôn hay là vô vỡ đấy? Tốt nhất là làm vô vỡ đi. Có phải gửi cho thầy có không? Hả? Có phải gửi cho thầy có không thầy? Gửi Zalo cho thầy cũng được, hoặc là cho nó ngầu thì up lên chỗ homework ấy. Dạ. Ok. Goodbye. Thầy phải rã. Rồi thầy sẽ ra sao? Thầy sẽ chụp mấy cái ảnh này thầy ra rồi các bạn mới có. Được chưa? Ok. Rồi, buổi học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em cố gắng, có thể là thầy sẽ up cả video này lên ấy. Cái buổi học hôm nay là được ghi lại, thầy sẽ up lên cái phần video. Các em có thể theo dõi lại hoàn toàn cái buổi học của chúng ta hôm nay. Ok, goodbye. Goodbye. See you again. Cảm ơn thầy nha. Goodbye.